Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay thì mình hãy cùng ghé thăm cái buổi livestream của KZH, người được mệnh danh là Best Lee Sin ở thời điểm hiện tại, để coi cái màn trình diễn của anh ta sẽ là như thế nào ha. Đi thôi. Ok anh em ơi, ngày hôm nay thì mình quay trở lại với lại KZH ha. Nếu như anh em nào chưa biết thì Linh cũng mới làm thêm KZH ở trong cái dàn vừa qua. KZH Bố Lee Sin lắm lắm đánh tranh hàng anh em ha. Hiện tại thì cũng đang đại cao thủ thách đấu gì đó, nhưng mà bởi vì con Lee Sin là cái con tướng sử dụng rất là nhiều tay nên nếu mà Linh bình luận có bị lẻo lưỡi thì mong anh em thông cảm. Rồi quay ngược trở lại với diễn biến thì như nào đây, chúng ta đang có một tình huống va chạm rất gắt ở khu vực đường trên và Gwen lấy được cái phân bào đến từ rác, nhưng sau đó là một cái mạng hạ gục dành cho Viego anh em ơi. Vigo ăn hai bãi, ăn bùa đỏ, ăn bãi chim và hướng lên khu vực đường trên rất sớm. Và vừa rồi thì cũng đã có một vài tình huống thì chắc là Vigo cũng di chuyển vào rừng để có thể check coi là còn tài nguyên hay không. Và câu trả lời đến từ KZH là full clear. Farm ba bãi, chạy xuống can thiệp ở bãi chim. Vigo sẽ mất rất là nhiều thời gian ha. Hiện tại thì Vigo có thể là đang lòn lòn vòng ngược trở lại vào khu vực bãi sói, hoặc là đang có ý định ngăn ở khu vực đường trên một lần nữa. Mà với một con mắt được cắm ra khá là tốt đến từ Gwen thì có thể thấy những cái xác suất mà Vigo ăn bẻ sói là cực kỳ cao. Mà nhiều khi ông ăn bẻ sói xong rồi ông ra găng mít đó chứ. Cái thế mít hơi khó cho Ahri ha. Và cái tốc độ dọn rừng đối với lại Lee Sin khi mà full đi như thế này á thì có thể là 3 phút 25 giây. Dọn xong 6 bãi. Rồi như vậy chúng ta sẽ có một tình huống găng ở bên giữa của Vigo rồi anh em ơi. Ây chà, đúng là ăn thêm bảy sói mà đúng không? Ăn bùa xanh à, ăn bùa xanh à chứ không phải ăn bảy sói à. Ăn bảy sói thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn à. Quyết định đến từ Vigo sau một bãi ăn thêm thì ra găng ở khu vực đường giữa. Rất khó chịu nha, Vigo này là, đang là Vigo bỏ farm mà găng. Ác thật. Rồi, với cái việc mà xạ thủ hỗ trợ đã quyết định bấm B trở về á, thì KZH là bỏ con cua dưới ha. Mặc dù nếu như trong tình huống 1-1 á thì KZH sẽ là người thắng tại cấp độ 4 rồi. Đánh va chạm lượng máu này thì KZH cũng rất là thoải mái mà thôi. Nhưng mà nếu như mà đánh kiểu dạng trì trạc á thì cũng hơi căng, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể kẹp. Rồi, sau khi một tình huống ăn con cua trên thì đang có ý định tấn công ra khu vực giữa. Và này khó, đợt lính nó cũng không phải là vượt trội nữa, không phải là dễ găng nữa. Để coi có liệu rằng có tình huống chuẩn xác nào không đây. Một cái khiên lửa đứng được kích hoạt đến từ Annie để có thể rút lui. KZH quyết định là cắm con mắt vào khu vực bãi chim để có thể tìm kiếm thông tin. Rồi, Vigo farm 24, chỉ số quái vật rừng cũng tương đối là nhiều. Muốn găng ở khu vực đường trên, cần phải có tình huống sóng âm trúng. Cố gắng được có thể áp sát nè. Ôi, sóng âm nhẹ nhàng ép được phép rập tấm biến đến từ Jack. Thành công ha. Nhưng mà nãy giờ chưa có khoảng trống để về nhà, hướng tới cho mình rất nhiều món trang bị đến từ KZH anh em. Sau đó binh ra khu vực đường giữa cấp độ 5 đến từ Andy rồi, hôn gió thành công nè. Hộ thể vào con mắt. À không, quyết định đến từ KZH là cấm mắt hộ thể. Chuẩn bị áp sát, wow, air flash cho nó chắc. Nâng cao cái tỷ lệ thành công ở trong cái tình huống găng vừa rồi. Và lần về nhà này thì có lẽ như cũng sẽ là cái dây thép gai ha. Kết hợp cùng với đó là một vài những con mắt tím chẳng hạn. Ổn. Thời điểm hiện tại cũng ổn. Mặc dù ổng găng thời điểm đầu không có nhiệt tình như là Vigo, nhưng mà sau cái tình huống này cũng khá là ok. Rồi, Vigo thì quay trở lại với cái nhịp farm rồi, 28 chỉ số quái vật rừng, tốc độ farm cũng tương đối là nhanh chóng. Với cái vòng rừng như thế này thì ăn sói bỏ cấp ha. Nếu di chuyển xuống cánh dưới, có thể ăn chim luôn. Đường dưới bắt đầu va chạm rồi. Lãnh thổ xung đang đang được kích hoạt. Vẫn tấn công tiếp à. Ui, Jin đứng cao vậy. Hay, án tử nè, lưỡi hai sấy vào trụ nè, một trụ, một hit hai trụ, hai hit. Trời, hai hit của trụ, hai trụ cái gì trời. Ok, hai hit của trụ nhưng mà chưa có đủ sát thương để có thể dứt điểm. Annie cấp độ 6 di chuyển, KZH liệu rằng có di chuyển xuống khu vực đường dưới kịp thời vét mạng hay không đây. Anh ta quyết định là quay ngược trở lại tấn công cùng với lại Ari khu vực đường giữa, hôn gió tầm gần không trúng. Trời ơi, không trúng và Annie đã rút lui thành công rồi. Hôn gió trúng thì có thể là lụm được đó chứ. Và trễ luôn cái dịp để có thể di chuyển xuống cánh dưới vét mạng rồi anh em ơi. Rồi, hơi tiếc dành cho KZH ha. Rồi ok, không sao.
coi như chờ cơ hội tiếp theo thôi. Di chuyển để có thể kiểm soát con cua ở dưới. Vigo có thể, à đây vừa mới nói có thể có mặt cua ở dưới thì có mặt thật anh em ơi, cấp độ 4. Hoa soi sáng vừa rồi có thể là Lulu đánh ha. Nếu trong tình huống đó mà có ý định để có thể tranh chấp thì cũng hơi căng. Thứ nhất là trừng phạt chưa hồi lại. Thứ hai là đối phương cũng có thêm cả rừng nữa. Rồi, rồng nguyên tố đầu tiên đã thuộc về dành cho phía của đội 2. Quyết định đến từ KZH là sẽ có ý định tấn công vực phía dưới. Con mắt sẽ được phá. Sẽ có được một cái nhịp tấn công ha. Nhưng mà chắc chắn là trong cái buổi đó sẽ cắm mắt đến từ Lulu rồi. Không biết là có cái độ hiệu quả cao trong pha thi đấu này không đây. Một con mắt tím được cắm ra, lồng đèn được kích hoạt. Nhắm vào Lulu thôi, Lulu có tốt biến. Án tự cũng không trúng vào người của Jerry. Lướt nhanh như điện về thoát thành công ở trong cái nhịp tấn công vừa rồi của phía team KZH. Được bộ cái KZH đánh là đánh rank thách đấu hàng trên kỹ năng của những người chơi ở trong những cái ván thi đấu của KZH cực kỳ chất lượng. Vigo đang có mặt khu vực đường dưới. Quyết định của Vigo là tấn công vào người của Lee Sin, làm choáng thành công. Có cái lồng đèn rút lui. Ok, ui, lướt nhanh như điện, có cái thiêu đốt của ai đó. Hộ thể vào người của Sin đã có thể giữ cự ly, nhưng Lulu kích tốc lên và dứt điểm được KZH. Phía bên kia thì như thế nào đây? Ari tiếp cận kịp thời, hồn gió trúng nhưng hết chiêu rồi, quay ngược trở lại lầm Lulu thôi anh em ơi. BK ác chứ, BK vẫn đang rất là ác. Mà cái quyết định đánh Lee Sin vừa rồi của Vigo cũng tương đối là hay ha. Sử dụng cái lãnh thổ xương đen của mình để có thể áp sát, làm choáng tốt nè, có sự hỗ trợ đa phần thêm một chút của Lulu nữa và Siri nữa. Rồi, quyết định đến từ KZH là sẽ tấn công lên khu vực đường trên. Có khả năng thành công cao ha, ở trong pha tấn công này. Quen thì đang bào đi cho mình trong cái lượng máu đến từ Zac. Kèo này thì Quen chỉ cần không bị găng, không bị thọt quá nhiều thôi anh em. Chứ Quen đánh với những con tướng chống chịu khá là ổn. Rồi, Lulu đang roaming lên khu vực cánh trên rồi. Nếu mà chỉ có Lulu thôi thì dễ, còn mà có Vigo nữa thì nó sẽ khó ha. Hay quá, một pha trade rất là tốt. Súng cao su nhưng bất ngờ có mặt ở phía sau, bất ngờ chưa ông già. Địa chấn đâu nào? Đây, địa chấn để có thể làm mềm những cái phân bào và đó là điểm phòng tuyệt nhường dành cho Gwen. Một tình huống mà Lulu chắc phải quay về thôi ha. À, đang cố gắng để có thể giữ cái đợt lính ở khu vực đường trên dành cho Lulu. Quyết định của KZH là đầu tư luôn cho mình đó một con mắt tím vào khu vực sứ giả. Vigo vừa rồi cũng đã lộ hình ở khu vực đường trên rồi. Nhưng cơ hội đó thì KZH quyết định là dọn rừng. Để coi có quyết định là di chuyển ra tranh chấp hay không. Đường trên thì đang đẩy nhưng mà máu thì cũng không có nhiều. Đường giữa thì đã biến mất rồi. Ở trong cái pha này có Lulu nữa. Rồi, thôi, quyết định là buông bỏ. Thêm vào đó là sẽ di chuyển xuống cánh dưới ha. Vẫn đang còn rừng ở cánh dưới, bãi chim, bùa đỏ và bãi bùa đá nữa. Ván như thế này hết sức căng thẳng dành cho KZH. Sóng âm là vô ảnh cước, lao vào địa chấn dư chấn nè. Ok, kích cái nội tại của Lee Sin nè. Nội tại của Lee Sin hình như có tên là loạn cước thì phải. Annie đánh kỹ á. Kiểu biết Ari dụ dụ qua phía bên phải á, có rừng á. Cái đánh kỹ ấy. Rồi, như vậy quyết định đến từ KZH sẽ là binh một tình huống đai trụ. Có tốc biến, có mắt. Có nổ lông cước nữa nha. Và ui, hôn gió không thành công rồi. Vigo cũng đang có mặt ở đây. Lao vào làm choáng né, làm choáng khá là tốt đến từ Lee Sin của KZH. Có hạt thông nổ để có thể rút lui. Đã nổ lông cước trúng vào người của Lulu. Và có sự hỗ trợ đến từ Press nữa anh em ơi. Vẫn sống. Vẫn đang cố gắng để có thể nhảy múa hộ thể sống ông không trúng đến từ KZH. Nhưng thôi không sao, hồi phục cái lượng máu đến từ hạt hồi phục ở trong bờ sông nữa. Vẫn là những cái tình huống truy đuổi phi hồ lần cuối. Hôn gió, hôn gió. Hoài sống ông và hôn gió đều trượt. Trời ơi. Ok. BK nhìn ác thật chứ. Cái xả xin xả là thay xì xì.
Yêu sư sầm mạnh điểm bị lulu đa dao thắng chỉ là chi phí phô bài vòng chế cơ. Harry cũng sẵn ứng ha. Đây có KJ là 3-1-1 rồi. Nó đa dao khung sư mấy vụ chế độ. Không quan trọng. Rồi, farm xong bãi đá này có thể ghé ngang khu vực đường dưới tìm kiếm cái cơ hội găng tiếp dành cho KZH nha. Còn không thì có thể về nhà hoàn thành cái chiều hấp biết và quyết định đến từ KZH là thôi về. Nãy giờ đánh cũng nhiều rồi, về nhà xài tiền thôi. Ui, khu vực đường trên Vigo rất chịu khó đi găng. Ông găng ác thật sự chứ. Điện đấu mê sao vậy, hay là thay rồi bị xóa rồi, thay mê đại sản xuyên rồi, hẳn rồi bị xóa rồi. À, bây giờ có chuyện hấp huyết nữa nè, lượng sát thương được tăng thêm rất là nhiều dành cho KZH. Chắc bây giờ ăn rồng, lu trúng cái sóng âm nè, vô ảnh cước nè, đánh nè, bị hóa cốc đúng không, đánh nè, địa chấn nè, dư chấn nè, Vigo cũng đang có mặt ở đây. Ui, cái sóng âm đó thì trúng vào người của Vigo, có lồng đèn rút về cùng với Tress. Một con mắt được cắm ra, hôn gió tầm gần, cầu đi cầu về khá là tốt đến từ Ari. Góc này thì có thể chơi được, góc này khỏe, chơi khỏe luôn em ơi. Phía bên kia cũng bị làm mềm khá khá rồi. Sóng âm bị làm choáng, lao vào khu vực hang rồng, hộ thể vào Jin. Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp vừa rồi được Jin kích hoạt. Hắn tự trúng vào người của Annie, trúng sóng âm lao vào dứt điểm. Một điểm hòa cuộc thứ hai dành cho KZH. Vigo phía sau à, không cử nha. Kích truy hấp huyết lên, dịch bắn làm chậm tốt. Ui, cắm mắt hộ thể né. Wow, một pha outplay cái nhẹ của KZH. Múa đỉnh thật sự. Một tình huống mà anh ta cắm mắt hộ thể né cái tuyệt mệnh của Viego và sau đó quay ngược trở lại với vô ảnh cước. Đỉnh quá. Nếu như mà Sunny á, người chơi đi rừng mà Linh cũng có làm ở trong những cái video trước á, kiểu như đánh giữ cự ly rất là tốt ha, đánh kiểu như là đánh chuyển cái game thành cái game đối kháng á, giữ cự ly khoảng cách rất là tốt. Còn KZH thì có một cái độ bay bướm, bay nhảy, múa lượn với lại con Lee Sin. Outplay ác thật sự. Ok, bây giờ cảm giác thế trận nó có lợi hẳn về cho bên phía của team KZH rồi nè. Khu vực đường trên cũng đang thắng ha. Còn đốt thánh quang được kích hoạt sau tình huống kích nảy vừa rồi của Zac. Nhưng kèo này thì Gwen có lẽ không ngại anh em ơi. Ờ, ngại. Rồi, binh Vigo đang có mặt của khu vực trên ha, và quyết định đến từ quen là thôi về. Về lại một dịp. Bởi vì Lee Sin đang đứng hỗ trợ phía sau. Rồi, Lee Sin tới rồi. Vô. Đấy, đá nổ lông cước, trúng sóng âm, trở về dạng phân bào. Phía bên kia sẽ là như thế nào đây? Lụm con rác trước anh em ơi. Lụm con giác kích trì lên ạ. À. Lụm con... Ôi! Ôi mà ơi! Cái sóng âm đó trực đi vậy! Fail. Ari có mặt. Vigo cướp xác của KZH. Nhưng mà ở trong tầm trụ. Jin và Tress di chuyển ra khu vực đường giữa và lấy được cho mình đó trụ khu vực đường giữa rồi. Án tử... À không, lưỡi hái xoáy. Tress đang là người tăng trụ, kích cái lồng. Điểm hòa gục dành cho Tress. Qua đó là đọc được Vigo rồi. Có những cú binh từ trước của KZH là đã binh Vigo thì xuất hiện ở trong khu vực đường trên rồi ha. Rồi, dịp farm đến từ Vigo bây giờ cũng đang ổn ha. 5-2-1 dành cho Vigo chứ không phải là ít. Mình đang thấy là cũng không có bị bỏ farm nhiều. Xem đến từ cho cả hai người chơi đi rừng. Dọn rừng thôi, bây giờ dọn rừng chờ mục tiêu tiếp rồi đánh. Men ống vi sinh Enterotumina thích hợp cho người lớn, bổ sung đến 4 tỷ bào tử Bacillus lausi. Annie 03 nha. Ari 512 nha, Jin khỏe nha. KZH 425 nha, KD vẫn đều đang rất là tuyệt vời. Đến từ bên phía của team KZH. Gọn thôi, bây giờ dọn rừng thôi, cũng không có việc gì phải làm á. Đây rồi, sóng âm trúng vào lính, lao vào cắm mắt, chưa hộ thể.
Ui bây giờ cắm mắt thêm con mắt tím hộ thể đá về, ok điện đạt định điểm. Wow, nhưng mà đó là điểm hạ gục dành cho bên phía của KZH. 5-2-5, tiếp tục là những tình huống áp sát phi hồ của Ari nữa, gọn ghẽ. Án tử thành công, kề dịch bắn tốt, kích luôn cho bên đó tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Jin đã có được điểm hạ gục thứ 3 của anh ta ở trong cái trường tấn công vừa rồi. Rồi về nhà lần này thì KZH sẽ hướng tới búa gỗ à, chứ không phải là cái rìu đen. Ok, quyết định phần đó khá là thú vị đến từ KZH, sẽ hướng tới một cái móng vuốt Sterak chăng, để có thể giảm đi cái khả năng sốc sát thương đến từ đội hình của phía team 2. Một ván đấu bắt đầu cởi mở hơn rồi, đang thắng ở cả 3 đường khác nhau. Ngon, chứ bơ. Ổng hát xì một kiểu dạng iku của Lee Sin luôn chứ. À, cấp độ 11 rồi anh em ơi, nâng 2 điểm của cái chiêu cuối. Vẫn đang còn câu sứ giả để có thể vận hành tiếp ha. Con rồng này cũng sẽ được ăn nếu như nó xuất hiện. Cash thì đang bắt đầu di chuyển để có thể hỗ trợ rồi. Kiểm soát thêm cái lượng tầm nhìn nữa. Ari bây giờ đẩy rất là rác. Ari này cực kỳ xanh luôn ha. Cướp tóc nè. Mắt được cắm ra để có thể kiểm soát nè. Sấm âm nào, quy 1 tốt nào, quy 2 lao vào. Ui, muốn cướp tóc à. Liều vậy anh trai. Hôn gió tầm gần băng trường, án tử trúng hết, đá nổ lông cướp. Dồn sát thương nè. Ây da, điểm hòa gục dành cho Ari. Anh giác pha đó là hơi liều đó, hơi tự sát đó. Ok, Ari đang có ý định tấn công tiếp vào khu vực giữa sau hai tình huống phi hồ liên tiếp, nhưng hôn gió không thành công đến từ Ari. Có một cái vương miệng Surella để có thể gia tăng thêm tầm tấn công. Móc không trúng vào người của Jerry. Nhưng lượng sát thương thì lại dư thừa dành cho bên phía của Jin. Thêm một điểm hạ gục nữa rồi. Điểm hạ gục thứ tư dành cho Jin rồi. Annie thả gấu mà không thấm. Thậm chí vả được không? Gấu vả đi. Gấu vả Thresh đi. Vả không chết con Thresh anh em ơi. Ô khờ, có dòng lưu, rất là sống. Andy 1-4 rồi, Andy hơi đù. Rồi thậm chí là cái trụ bậc thềm vừa rồi cũng đã thuộc về dành cho phía của team KZH. Khỏe ha, à, đánh sau một vài những tình huống BK thành công thì bây giờ là team tự chơi tự thắng luôn. KZH chỉ làm cái vai trò rất là đơn giản, chơi với máy farm rừng. Rồi về nhà lần này thì cũng đã có được cho mình một boost Sterak rồi, kết hợp cùng với đó là một con mắt tím đang được bổ sung thêm. Vậy là dày thủy ngân nữa, nên không có sợ lắm nhiều những cái tình huống làm choáng hoặc là giữ chân đến tệ đi. Rồi nha, không flash nha, mid với lại AD không flash nha. Và tấn công tiếp theo thì hoàn toàn có thể có được cho mình đó những cú nổ lông cướp kết hợp với tốc biến đá Andy và đặc biệt là Siri ở trong những cái tình huống giao tranh. Lee Sin thì bây giờ chúng ta có thể thấy mắt quy mắt đúp. Mặc dù E thì cũng đã được nâng cấp ở trong những một vài cái phiên bản gần đây đến từ Lee Sin ha, nhưng mà cái khả năng làm chậm nó tăng thêm khá là nhiều quá chứ. Binh Baron à, vẫn đang còn con sứ giả đâu đó khoảng chừng 30 giây nữa, chưa tới. Tôi quyết định đến từ bên phía của team KZH là Rin, một con mắt thâu kính được bắn ra phía sau, nhưng ngay lập tức sẽ bị phá mà thôi. Jerry thì đang bỏ lính để có thể chạy tìm kiếm một cái gì đó, sống âm trúng lên nè, lao vào không đây, cắm mắt múa nữa chứ. Ây da, một tình huống cố gắng để có thể outplay một cái gì đó đến từ KZH, nổ lông cướp. Đây rồi, vô anh cướp trước ha. Vô anh cướp lao vào, tấn công vào Lulu cho nó chắc củ anh em ơi. Vẫn đang còn cho mình âm chiêu cuối. Sứ giả đã chuẩn bị hết hiệu lực và ngay lập tức hiệu triệu ra khu vực giữa. Phía cảnh bên kia sẽ là như thế nào đây? Hộ thể vào con mắt, canh góc sóng âm trúng vào người của Vigo, quay người trở lại tấn công vào cả bộ đôi luôn. Án tử chuẩn xác trúng vào người của Andy. Đá chiêu cuối KS chơi trúng sóng âm nè, vô anh cướp nè. Lao vào, một điểm hạ gục nữa dành cho Gwen. Ok, 7-2-7. Vừa rồi chắc là ông muốn cắm mắt để upplay nhẹ cái khổng lồ hóa chẳng hạn. À, đến từ Lulu ha. Đánh cũng căng đó chứ.
Rồi, mặc dù Jin đã phải lên bảng điểm số nhưng cái lượng sát thương duy trì đến từ bên phía của team KZH vẫn sẽ là có. Chúng ta cũng sẽ có cái bù lại Baron dành cho đội hình của họ. Ai đây? Isaac à? Nãy lên nãy nè. Cũng án tử nè, kéo theo được cả Crest nữa ha. Nhưng sau đó sẽ là cái điểm hạ gục có thêm mà thôi đến từ bộ đôi của phía team KZH. Jury lướt nhanh như điện xuống, không hỗ trợ được rồi anh em ơi. Liệu rằng lấy cái gì chạy đây, xe chỉ luồn kim, đau thật sự. Ây chà, cứu. Cứu, không ai cứu cả. Chịu. Migo đang có mặt ở đây ha. Chiều cuối đã hồi rồi. R flash nào. Không R flash. Tưởng R flash đá về với anh em. Vừa gây sát thương vừa có người hướng ở phía dưới. Rồi tuyệt mệnh dí theo đến từ Vigo. Ngon, đánh đầu thật sự. Thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Vigo ở trong cái tình huống nỗ lực vừa rồi của bên phía của đội 2. Lần này thì quyết định của KZH là sẽ lên rìu đen. Ôi, đổi rồi. Rồi, thanh kiếm BF kết hợp cùng với đó là một đồng hồ nhỏ để upplay ở trong những cái tưởng giao tranh sắp tới. Có thể thấy như cái tỷ lệ thắng của phía team KZH bây giờ là cực kỳ cao, con Lee Sin 839. Hai carry cũng đều đang rất là xanh, Ari xanh, Jin xanh. À, nhưng mà vẫn phải cần một pha giao tranh cuối rồi. Sắp rồi. Dọn xong cái khu vực rừng cánh trên, di chuyển xuống cánh dưới. Sẽ bước vào tình huống giao tranh lớn sắp tới ha. Giao tranh lớn thì có thể là giao tranh ở khu vực hang rồng. Nhưng mà để có thể end game, không end game được, thắng giao tranh là end game được. Cái bên vẫn rất là khó thắng. Phan AD thì tốt. Jin 3 đồ rưỡi rồi. Ari cũng gần 3 đồ rồi. Đối diện trưởng đại rồi, hả? Chơi cái cảm giác. Rồi, thấy Annie nha. Ui, ai phía bên kia vậy? Đó là Zack. Tấn công địa chấn dư chấn làm chậm chùy hốc huyết tốc biến đuổi theo sóng âm trúng. Nổ lông cước, vô anh cước lao vào dứt điểm được Annie gọn ghẻ. Má đối diện chơi cái cảm giác, phong lắm. Jin thì vừa rồi đang dí theo Jerry anh em ơi. Ai gọi Jin là Thom bởi vì đang dí theo Jerry, phải nói cực kỳ căng thẳng. Ui, ui, nãy 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 áp vậy, sát thương nhiều vậy. Có cái lồng đèn tạo ra một ít lượng lớp giáp, hộ thể đã hồi lại nha. Sóng âm trúng nè, vụ anh cứ chưa lao vào, tiếp tục là trúng sóng âm, chờ cho chuyện hấp huyết hồi lại. Và như vậy chúng ta cũng đã có một chiến thắng dành cho bên phía của team KZH rồi anh em ơi. Sóng âm trúng lao vào dứt điểm, điểm hậu gục đó dành cho Ari. Còn phía bên kia thì Jin và Gwen đã dứt điểm được Jerry rồi. Nãy chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video tiếp theo nha. Bye bye.